Con này gia công còn quên mất chưa đục lỗ rồi. Có ba lỗ rồi, một này, hai này, ba này. Đó, chưa đục lỗ luôn. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Hôm nay thì chúng tôi đang về một lô sen bơm đầu năm. Các bạn thấy có thể thấy được số lượng rất là nhiều. Cái sen bơm này là sen bơm của công ty Phạm Quang. Nó là một cái công ty chuyên gia công về các loại dao cũng như là sen bơm. Và đây là những cái sen bơm nước để chuyên lắp vào máy xăng các bạn nhé. Máy xăng thôi, hoặc máy dầu, hoặc là những cái dòng máy công suất nhỏ. Thì các bạn có thể thấy được số lượng chúng tôi về đây này. Cả sen bơm trực tiếp, cả sen bơm Cura. Số lượng khoảng tầm rơi vào tầm hơn 200 bộ các loại luôn. Và nó có 3 loại chính để các bạn có thể quan tâm khi mà sử dụng. Cái loại sen trực tiếp ấy thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn quá là nhiều rồi, là nó lắp thẳng vào trục cốt 19 hoặc cốt 20 của động cơ từ 4 chấm cho đến 7 chấm. Đặc điểm cái dòng sen Phạm Quang này thì là nó khá là nhẹ. Và hôm nay thì chúng tôi giới thiệu, tranh thủ sẽ giới thiệu với các bạn là hai cái mẫu khác, đó chính là mẫu dây Cura. Đây, trước mắt quý vị các bạn đây là cái mẫu Cura thứ nhất này. Đây các bạn này. Đây là mẫu Cura to thì các bạn có thể thấy được. Và đây là mẫu dây Cura nhỏ. Đây là hai mẫu để các bạn có thể đa dạng cái lựa chọn của mình. Hai mẫu nhá. Mẫu này là mẫu Cura nhỏ và mẫu này là mẫu Cura lớn. Cái mẫu Cura lớn này thì nó đã có cái sự thay đổi về thiết kế. Tức là ngày xưa các bạn nhìn ấy, cái phần chân này rất là mỏng. Bây giờ chân này nó dày hơn rồi. Con này gia công còn quên mất chưa đục lỗ rồi. Con này gia công còn quên mất chưa đục lỗ rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ba lỗ rồi. Hai này, ba này. Nó chưa đục lỗ luôn. Hay là kết cấu nó thế nhỉ? Hay thiết kế thế nhỉ? Không, tôi nghĩ là quên. Xem cái này nó khác không nhá. Mình thấy nó cũng khá là buồn cười đấy. Nhưng mà cái này đơn giản thôi. Đây. Cái này là đã đục lỗ. Trời ơi, bố mấy ông sản xuất chán quá luôn ấy. Là mình quê quá trời luôn ấy. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Cái sen này đấy, cái phần chân này nó đã làm rất là dày rồi. Dày hơn chân cũ. Chân cũ rất hay bị gãy. Mà trong quá trình vận chuyển như này, chúng tôi vận chuyển rất hay bị gãy. Và cái phần cái mặt gông và cái trục bu ly này khá là dày. Và cái phần bốn con ốc bắt này, sáu con ốc bắt cái phần bầu bơm này, cái mặt này nó to hơn so với mẫu ngày trước. Và trên cái trục này nó có bơm mỡ nhá, để các bạn trong quá trình chạy bơm mỡ vào tăng độ bền của máy, độ bền của sen khi bạn kéo. Đầu hút này là theo tôi là đầu hút 60, đầu ra 60 chuẩn luôn đấy. Rồi các bạn có thể thấy được cái mẫu này ấy, là họng lớn. Ngày xưa ấy là nó chỉ dùng vẫn là 4942 nhưng mà chạy ra Cura thôi. Nhưng bây giờ do nó làm thêm một cái mẫu gọi là mẫu Cura nhỏ, thì cái mẫu Cura nhỏ này họ sẽ sử dụng ống hút 49 và ống đẩy 42. Còn đối với mẫu Cura lớn thì họ đã thay đổi cái bầu sen này là thành 60-60 nhá các bạn nhá. Đây các bạn đến gần để xem chi tiết hơn. Đây mẫu cũ. Mẫu cũ ấy thì chúng tôi hết rồi. Đây là mẫu mới. Đấy thì họ đã sử dụng lên cái buồng bơm lớn hơn để cho cái lưu lượng nước nhiều hơn. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây là vẫn sử dụng cũ cái bầu sen là 4942, còn cái đây nó đã thay đổi là 60-60. Rất ổn. Để các bạn có thể bơm được lắp vào những cái động cơ dầu diesel này, hoặc là các bạn có thể lắp được những cái động cơ xăng công suất lớn. Đấy thì là đều hợp lý hết. Đây bốn chân ốc. Không. Rất dày chắc chắn nha các bạn nhá. Đó. Ổn không? Quá ổn. Còn đây là mẫu sen dây Cura nhỏ. Đây, nó có cái đế nó làm mỏng hơn so với cái này, nhưng mà vẫn đảm bảo chắc chắn nhá. Sen dày, sáng nặng luôn. Đấy, các bạn nhìn không? À, cái cánh bơm của con này là 7. Đây. Cánh 7 nhá, đôi 4, đôi 4, 6, 7. Còn cánh con này là cánh 6. Cánh bơm 6 nha các bạn nha. Đôi 4, 6. Đấy. Nhìn thấy không? Đấy. Rồi. Ok. Qua nhìn lại một lần nữa. Sao anh?
nha. Ok, rồi quay nhanh cho các bạn này thôi để cho các bạn có thể theo dõi. Cái sên bơm này là giá 1.300.000 này. Cái sên bơm này là giá 900.000 nhá. Rồi nếu ai muốn mua thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn nhá, theo số điện thoại. Chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để các bạn tiện theo dõi hơn. Nhưng một lần nữa thì cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.